Thì lộ hàng hóa là mấy? 12/12. 12/10/10. 10/10. Nghề làm gì? Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tân Hoàng Minh. Bố mẹ tên là gì? Bố tôi tên là Đỗ Thư Thế Vân, mẹ tôi là Hà Thị Tống. Bố và tổ mẹ đã chết đúng không? Dạ vâng ạ. Có vợ và mấy con? Tôi có vợ và bốn con. Con lớn sinh năm 1988, con nhỏ sinh năm 1994 đúng không? Dạ vâng ạ. Con đó có bị cáo trong vụ án này là lúc học về đúng không? Dạ vâng ạ. Năm nào? Và bị cáo sinh năm 1994 ạ. Bị cáo có đứng xuống, lùi xuống nhưng mà kéo cái mic gần về phía mình. Chị ở đâu? À, xin ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị cáo ở đâu? Ở phía dưới nó có cái bục không? Ở dưới không. Bị cáo đứng sát mít rồi. Đứng lên rồi nói to lên. Vâng, vâng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bị cáo ở đâu? Dạ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú là phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đúng không? Dạ vâng. Văn hóa lớp mấy? Trình độ văn hóa là 12/12. Nghề nghiệp làm gì? Nghề nghiệp là phó tổng đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh ạ. Bị cáo nói to lên. Bố mẹ tên là gì? Bố tên là Đỗ Anh Dũng và mẹ thì đã mất ạ. Mẹ tên là gì? Mẹ tên là Nguyễn Thị Hồng Phúc. Bị cáo có tiền án gì chưa? À, chưa tiền án hình sự. Bị cáo bị bắt tạm giam tạm giữ từ ngày nào? À, thưa hội đồng xét xử là từ ngày 5/4/2022. Đến ngày 19/9/2023 đó. Dạ vâng. Bị cáo về chỗ.